Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một căn phòng giá rẻ của khách sạn 4 sao, có ăn sáng buffet, có bể bơi 4 mùa và có phòng tập gym miễn phí. Phòng được thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, bề mặt sàn được ốp gỗ tự nhiên, có giường 1m8 2m, có rèm 2 lớp, có bàn uống nước, bàn làm việc, có tivi treo tường, có tủ lạnh, điều hòa và tủ cá nhân. Trong tủ có hai bộ đồ ngủ, bàn ủ và két sắt mini giúp các bạn giữ những đồ quý giá. Bên đây có ống siêu tốc, trà, cà phê và nước suối miễn phí cho các bạn. Đây là tủ lạnh. Trong tủ thì có rất nhiều nước ngọt như coca, nước cam, bò húc và bia. Bây giờ hãy cùng tôi khám phá nhà tắm nhé. Phòng tắm được thiết kế rất rộng và sạch sẽ, có nhà tắm kính, có khăn, có máy sấy tóc và có máy giặt để phục vụ các bạn. Và đây là khăn, cốc, bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu, lược để phục vụ quý khách tốt hơn.